Chương 4 nói về Chúa Giêsu đi được Đức Thánh Linh hướng dẫn vào ở trong hoang mạc xứ Judea, và ở đó Ngài chịu sự cám dỗ của ma quỷ. Thì ở trong cái sự câu chuyện mà Chúa Giêsu bị cám dỗ là một câu chuyện hết sức là nổi tiếng ha. Nhưng mà mình hôm nay mình sẽ học đi vào cái bản chất của những cái sự cám dỗ là thực tế của nó là như thế nào, làm sao để ma quỷ nó cám dỗ cả cái thế gian này đó, và cái thứ hai đó là làm sao để chống lại cái sự cám dỗ đó. Thì cái sự cám dỗ đầu tiên là thế nào, là khi mà sau khi Chúa Giêsu kiêng ăn kiêng uống 40 đêm ngày thì ngài thế nào? Ngài đói bụng không? À, quý vị nghĩ trong lúc mà kiêng ăn kiêng uống có đói không? Rất có thể không, trong cái lúc mà trong 40 ngày đó. Nhưng mà trong Kinh Thánh nói đấy, sau khi 40 ngày ngài mới đói. Thì Kinh Thánh không có nói là trong cái giai đoạn 40 ngày đó ngài đói. Sau khi 40 ngày xong rồi thì ngài mới đói. Thì khi ngài đói đó thì Satan mới tới cám dỗ Chúa. Đúng không? Bởi vì lúc này là lúc yếu nhất rồi, lúc này là lúc thèm ăn nhất rồi, lúc này là lúc khát nước nhiều nhất rồi. Đó, thì Satan cám dỗ nói như thế nào? Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy khiến những đá này thành bánh. Bởi tại sao mà khiến thành bánh quý vị? Đói bụng này, đánh ngay vô cái yếu điểm lúc đó Chúa đói bụng. Đúng rồi, đói thì phải cần ăn, ăn thì khiến ra bánh, cần ăn, đúng không? Rồi, Chúa Giêsu mà hóa đá thành bánh có được không? Được chứ. Làm sao biết? Chúa mà. Chúa hả? Quyền phép mà. Chúa quyền lắm. Thì con nói là cái con... chân không có, còn lùn rồi, chú cho. Dạ, con có ai giải thích khác không? Tức là làm sao biết là Chúa có thể hóa đá thành bánh được? Chúa biến hóa được. Chúa làm được tất cả. Chúa làm được tất cả, hả? Rồi có ai giải thích khác không? Có, tại sao mình biết là Chúa có thể biến đá thành bánh được? Tôi thấy là trong Kinh Thánh có hai lần Chúa biến mấy con cá về mấy cái bánh đó mà cho 5.000 người ăn, 4.000 người ăn, nên thì Chúa có thể dùng một cái gì đó mà nhân ra được không? Đó, Chúa có quyền năng đó. Thì nhưng mà Chúa là không có biến đá thành bánh hay là khiến cái gì đó ra thành bánh để ăn, có phải vậy không? Mặc dù ngày đó. Tại sao vậy? Chúa kêu ăn thì đâu có ăn. Chúa đâu có nghe lời Satan. Amen. Chúa thấu ra mà ông chủ Chúa cai trị Satan mà. Chúa là chú của Satan mà. Amen. Chúa đâu có nghe lời được. Chúa không nghe lời Satan. Tại sao Chúa nói bụng mà tại sao Chúa không có hỏa cái gì ra để mà ăn? Chúa kêu ăn. Bởi vì Satan nói rất là có lý phải không? Đói bụng thì bây giờ khiến đã thành bánh thì không được đâu. Chúa không làm trước mặt nó. Đâu phải Chúa sống bằng bánh không đâu. Chúa sống bằng lời. Bánh của Chúa là lời Chúa Trời. Như vậy Chúa không cần ăn. Không cần ăn. Đó, Chúa cần ăn. Chúa mình ăn, mình uống như thương, Chúa đói. Quý vị thấy khi mà Chúa đi mà qua thấy cái bà Chúa đói bụng đó, Chúa thấy tìm bà Chúa ăn. À, để mà hai bà ăn đó. Dạ, Chúa cần ăn đó. Chúa Giêsu trả lời thế này là có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời từ miệng nói ra của Đức Chúa Trời. Ok, như vậy Satan thì cám dỗ đầu tiên mà Satan hiện nay đang còn cám dỗ 7 tỷ người bây giờ này, bài cải thông dụng nhất ha,
họa mạn cái xác thịt theo cái cách của Satan. Còn Chúa Giêsu đó thì không có họa mạn xác thịt theo cách của Satan, nhưng mà theo cách của Đức Chúa Trời. Dạ, Chúa Giêsu không có biến thành bánh nha. Nhưng mà sau khi là Satan bỏ đi rồi đó, thì Đức Chúa Trời sai Thiên sứ đến và hầu việc Ngài. Có nghĩa là lo cho Ngài về vấn đề ăn uống. Cho nên Ngài cũng có đó. Đúng không? Thành ra nếu mọi người thỏa mãn cái nhu cầu xác thịt của mình, ăn gì, uống gì, mặc gì, .. mà theo cách của Chúa đó, thì mình sẽ chiến thắng được Satan. Nhưng mà nếu mình cũng thỏa mãn cái xác thịt của mình theo cái cách của Satan thì chắc chắn là mình sẽ bệnh. Cho nên đó, cái đầu tiên là không có nghe theo Satan, mà mình phải nghe theo Chúa. Đó là cái nguyên tắc đầu tiên. Satan thì cám dỗ đầu tiên là nó lợi dụng những nhu cầu vật chất xác thịt của mình để nó khiến mình làm theo cách của nó, và khi làm cách của nó thì chắc chắn là bị sập bẫy. Quý vị nhớ này, khi mà con cả của mình ở trong trường học đó, người high school đó, thì mấy đứa mà bắn đạn bị xì ké ma túy đó, bắt đầu tiên nó tự tìm đứa nào nó buồn, nó đang còn khóc, nó đang còn thiếu, đang còn nghèo đó, nó bắt đầu mới lấy xe nó chở đi, xe tốt, xe đẹp chở đi không, bắt đầu cho phone không, bắt đầu cho tiền tiêu không, bắt đầu cho ăn uống không. Một thời gian quen rồi thì bắt đầu nó phải nói, bây giờ mày tiêu thì bây giờ mày phải đi kiếm tiền chứ, bây giờ mày đi theo tao vậy thôi. Thì bắt đầu vô là mày cũng bỏ một bao thuốc thuốc phiền ở trong túi, nhớ đi tới đó bán đưa cho thằng kia là được. Từ đó mới vô, tức là bắt đầu tiên thì người con cả của mình thỏa mãn, bởi vì trong nhà bị cha mẹ la hay là thiếu thốn tình cảm này nọ, thì đi ra ngoài bắt đầu đi vô. Từ kia là thể dục đó, bắt đầu tiên là thể rất tốt, cái gì cũng tốt, nhưng mà sau đó là như vậy, thỏa mãn xác thịt theo cách của Satan, đó là hầu hết phải nói là trên 75% là chúng ta bị mắc bệnh như vậy, mà kể cả những người ở trong hội thánh cũng bị như thường. Rồi thì cám dỗ thứ hai là tại gì quý vị? Ma quỷ đem Ngài vào thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói rằng, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời hãy lao mình xuống đi, vì có lời chắc rằng Chúa sẽ truyền lệnh cho các thiên sứ, các đấng ấy sẽ đỡ nâng ngươi trên tay, e chân ngươi vấp phải đá chặt. Cái này ma quỷ có nói như thế không? Có người nào giờ thi thiên 91 ra dùng, đọc câu 11, câu 12. Thi thiên 91 này, câu 11, 12. Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi, thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, nghe trên ngươi bắt nhầm hòn đá chăng. Đúng rồi, má quỷ có nói đúng thiên thánh không? Đúng. Đúng à? Chức chẳng y chang đó, nhưng mà tại sao Chúa Giêsu không làm? Tại sao Chúa Giêsu không làm theo lời của Đức Chúa Trời? Bởi vì ma quỷ nó kêu Chúa Giêsu làm theo lời của Đức Chúa Trời, không? Nó thuộc, ma quỷ thuộc cái thể nào? Thuộc. Và nó kêu Chúa làm theo lời của Đức Chúa Trời, làm cũng thế, mà tại sao Chúa làm? Thì mình biết được tại sao Chúa làm, đọc trong câu số 7, đoạn 4 câu số 7 nè. Chúa Giêsu bảo cùng có lời chép rằng, ngươi đừng thử thách hay là thách thức Chúa là
và Đức Chúa Trời nuôi. Như vậy gieo mình từ trên đất lên thơ và xuống đó là một hành động thách thức Đức Chúa Trời, chứ không phải làm theo lời Đức Chúa Trời. Dùng lời Đức Chúa Trời nhưng mà để thách thức Đức Chúa Trời, à cái đó là cái lời này đúng nhưng mà cái áp dụng đó là xuyên tạc, là sai. À, làm sao Chúa Giêsu biết là ma quỷ nó đang còn thách thức Chúa? Bởi vì Chúa là người biết rõ mọi sự trong lòng của mọi người. Thật sự Chúa nói người đừng có thách thức Đức Chúa Trời, có nghĩa là Satan nó đang còn thách thức Đức Chúa Trời. Nhưng mà thách thức Đức Chúa Trời có nghĩa là gì quý vị? Hay là thử thách Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Ở đây có ai giải thích nhiều nữa? Có thể đúng, có thể sai, đừng có chờ. Ha. Thế nào là gọi là thử thách Đức Chúa Trời là chủ của ngươi? Thế nào gọi là thử thách Chúa? Như suối thì Chúa biết nó lời nó khiêu khích, nó khiêu khích mà nó không đúng. Đúng rồi, khiêu khích hay thử thách cái gì đó, có nghĩa là gì? Là không phục hả? Hay là gì? Cái gì gọi là thử thách? Bây giờ mọi người mở xuất Ê Cập Tô Ký đoạn 17 và đọc câu số 2 nhỉ. Xuất Ê Cập Tô Ký đoạn 17 câu số 2. Ai đọc ra trước thì đọc lớn. Nhân sự về ký kết cãi lộn cùng Môi-se mà làm hãy cho chúng tôi nước uống. Môi-se đáp rằng: sao các ngươi tiến tới cãi lộn cùng ta? Sao ớn thử Đức Giê-hô-va vậy? Dạ. Tại sao anh em dám thử Đức Giê-hô-va vậy? Thử này là thử thách. Ha. Lúc này là Môi-se dẫn Do Thái ra khỏi Ai Cập. Đầu tiên là hết đồ ăn. Ha. Dạ, hết đồ ăn thì người ta không còn tin Chúa nữa, người ta cằn nhằn Môi-se, người ta phải cắt chết. Thành thử muốn về lại Ai Cập, nhưng mà Chúa lại cho chim cút. Ha. Không, trước đó nữa là Chúa bị tới cái chỗ mà nước đặc. Ha. Có nước mà cũng không được. Đó, thành ra họ cũng càm ràm, nhưng bây giờ đến cái chỗ thứ ba này, họ làm một lần nữa, lần thứ ba họ càm ràm, cằn nhằn. Và họ oán trách Môi-se và họ suýt ném đá Môi-se luôn, tức là suýt giết chết Môi-se và đòi là trở về lại Ai Cập. Tại sao ông đưa chúng tôi ra cái chỗ này để tôi, vợ con chúng tôi, chiên bò của chúng tôi tất cả đều phải chết? Thì Môi-se mà nói: tôi đâu phải là cái người dẫn quý vị ra đây Chúa ha, mà tại sao quý vị dám thử thách Đức Chúa Trời? Thử thách đây có nghĩa là nghi ngờ ha. Tức là họ không còn tin Chúa nữa. Đến khi mà gặp hoạn nạn á, là ai cũng trở lại oán Môi-se và đòi trở về lại Ai Cập. Cho họ quên 10 cái phép lạ kia, họ quên cái vấn đề mà vượt qua biển đỏ, họ quên tất cả thứ đó. Tức là trước đây chúng làm bao nhiêu phép lạ để dạy cho họ quên liền. Và họ lúc đó họ quán Môi-se liền và họ cam răng, họ phản loạn, họ đòi về. Tức là cái chỗ mà thách thức này có nghĩa là không còn tin Chúa nữa. Tụi chắc sắp chết rồi, thầy ngủ dậy, thầy không biết tụi chúng ta sắp chìm xuống dưới nước rồi sao, chúng ta sắp chết rồi sao ha. Không còn được tin là Chúa dậy, Chúa quơ trách các người đó ngay lập tức. Tại sao đức tin của các người đâu ha? Sau khi Chúa nói sống yên, gió phải lặng, xong rồi chúng quay lại tiếp tìm cả người đâu. Đó, thử thách có nghĩa là thách thức Đức Chúa Trời, hay thử thách Đức Chúa Trời có nghĩa là không còn tin cái Đức Chúa Trời nữa. Đó, bây giờ mình trở lại, hoặc là nghi ngờ ha, hoặc là nghi ngờ Đức Chúa Trời. Cho nên ma quỷ mới dùng cái chữ nào gọi là nếu, phải không? Dạ. Nếu ngươi, Chúa Giêsu bảo là ma quỷ là trên đỉnh cao, phải không?
linh mục Thiên Thờ ra và nói: nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, dạ, và Chúa Giêsu phản giác ra liền. Thế nên là không có tin tưởng, nghi ngờ Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời nói như thế đấy. À, nhưng mà ngươi không còn nên nghi ngờ, không còn nên thử để coi thử cái chuyện đó có thiệt hay không. Lời Đức Chúa Trời nói ra còn đúng hay không? Không nên làm như vậy, không nên thương như vậy, không nên nghi ngờ như vậy. Cho nên là Chúa nói ngay lập tức: ngươi chớ nghi ngờ, không nên thử thách Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, là không nên nghi ngờ. Đó. Cho nên thì cám dỗ thứ hai mà Satan họ nó đã có cám dỗ thế giới ngày hôm nay, à, trong đó có chúng ta, ha, đặc biệt là những người con cái của Chúa là đối tượng số 1 để nó cám dỗ, đúng không? Là nó cám dỗ bằng cách đó, là chúng ta không có tin cậy lời Chúa, nghi ngờ lời Chúa. Chỉ cần bất kỳ cái nào trong này, ha, mình nói không biết là Chúa nói vậy có phải không, là Satan đã đạt 50% thành công rồi, ha. Cho nên là nghi ngờ lời Chúa. Bởi vì quý vị nhớ nhỉ, sau cái vụ mà bầu cử năm 2 năm nay, quý vị đã thấy rõ một điều là hầu hết 99% những cái thông tin mà mình nghe mỗi ngày, mà nghe mấy chục năm, à, có thể là trong vòng cả gần 100 năm qua, người Mỹ họ nghe hầu hết là dối trá. À, họ nói theo cái mục đích tư lời riêng của họ, và họ muốn mình nghe theo cái chiêu đó, để rồi cái nhóm người mình nắm cái truyền thống đó được lợi. Đó, thành ra mình không biết là cái nào đúng bảo. Má quỷ nó muốn mình tin hết những cái đó. Còn lời Chúa đó thì nó gieo nghi ngờ. Ví dụ Chúa nói là đặt tay trên kẻ đau đứng lên, mình đặt lên mấy lần mà nó không lên mà nó chết luôn, ha. Có nhiều người là có đứt bóng luôn, bắt đầu mình nghi liền. Dạ, mình nghi liền lời Chúa chưa chắc là đúng, ha. Hồi xưa chỉ có Führer làm được, có Paulo làm được thôi, rồi có một vài người được ở làm được thôi, chứ còn mình ấy, cái này lời Chúa không áp dụng cho mình. Rồi mình giật ốc là có giấy xong, ha, là mình nghi ngờ lời của Chúa, à, thì tự động bao nhiêu thẩm quyền của cho mình mất hết, tuột ra khỏi tầm tay. Cho nên cám dỗ thứ hai là cám dỗ nghi ngờ lời Chúa. Và cái giải pháp của Chúa Giêsu: người chớ nghi ngờ, chớ thử thách, và chớ nghi ngờ có nghĩa là phải tin cậy. Một bên kêu là mình phải nghi, còn một bên là mình tin cậy. Amen không được bạn chị em. Amen. Ok không? Amen. Có cái chỗ nào mà nghe có vẻ là như là họ không có hợp lý không? Rồi, bây giờ cảm dỗ thứ ba là cảm dỗ gì? Ma quỷ nó chỉ cho Chúa tất cả những cái vương quốc ở trên thế gian. Thực ra Chúa đã thấy hết rồi, chứ không cần, ha. Nhưng mà ma quỷ thì nó làm cái việc mà nó nghĩ là đúng, yeah. Và những vinh quang ở trên thế gian, quý vị có biết đó, khi mà mình làm vua một nước đó, là có cái quyền gì không? Như là trong nước đó, đó tất cả mọi sự trong đó là của mình hết, mọi đất đai, ha. Mình là làm chủ, yeah. Và mình nghĩa là mình nói người này chết là người đó chết, nói người đó được sống là người đó sống, nói người đó được giàu là người đó được giàu, nói người đó tù là người đó được tù, nghĩa là mình nắm quyền sinh sát và toàn bộ tài sản, không có một ai là sở hữu cái gì, chỉ có khi mình cho thì người đó có, mà mình không thích lấy lại và bắt người đó bỏ tù là người đó mất hết tất cả. Cộng sản là gì? Đơn giản như vậy. Cho nên đó, khi mà nói về chi các nước ở thế giới và sự vương quốc ở thế giới và vinh quang, có nghĩa là cái quyền sinh sản toàn bộ cả nhân loại này, về cái mặt xác thịt ha, dạ, ma quỷ nó không có cái quyền ở trên linh hồn, nhưng mà trên xác thịt thì nó có, đó là quyền sinh sản và sự giàu có vinh quang danh dự trên toàn thế giới này nắm trong tay hết. Thì bây giờ chỉ cần thờ phượng đó thôi, đúng không? Thì nó nói ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ này.
Chúa Giêsu trả lời là cũng có lời chép, ngươi đừng Chúa Giêsu phạm phải nói rằng hỡi Sa-tan hãy lui ngay, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ bỏ đi và kìa thiên sứ đến phục vụ Ngài. Ok, như vậy cái cám dỗ thứ ba là cám dỗ gì? Cám dỗ là thờ phượng ma quỷ, nhưng mà đừng thờ phượng Chúa. Nhưng mà bây giờ hỏi các bạn trẻ em này, thờ phượng có nghĩa là gì? Ngài Chúa nói là hay chỉ có thờ phượng một Đức Chúa Trời thôi ha. Nhưng mà thờ phượng có nghĩa là gì? Tuần nào mình cũng thờ phượng này, nhưng mà thờ phượng có nghĩa là gì? Tôn vinh danh Chúa. Tôn vinh danh Chúa, cảm ơn chị. Thờ phượng có nghĩa là gì? Ví dụ mình tôn vinh một người nào đó, hay là danh của một người nào đó, có phải là thờ phượng họ không? Mình trong tín mọi thứ mình đi thờ phượng Chúa. Trong tín thờ phượng Chúa. Nhưng mà ý là thờ phượng là cái gì? Ví dụ chị xin nói là tôn vinh, đúng, chăm sóc, không? Nhưng mà mình muốn làm rõ là thờ phượng có nghĩa là gì? Thờ phượng Chúa đó, có nghĩa là gì? Là tâm linh lúc nào cũng tương giao với Chúa. Tâm linh tương giao với Chúa thì như vậy là hai người tâm linh tương thông là thờ phượng. Thì cũng có thể hai người bạn yêu nhau cũng có thể tâm linh tương thông, giống như David với là Jonathan, không? Bày tỏ lòng tôn. Nhưng mà còn có gì hơn nữa? Bày tỏ cái lòng tôn kính của mình với cái đấng mà cao nhất, cái đấng mà mình tôn. Bày tỏ lòng tôn kính. Rồi, bày tỏ lòng tôn kính thì mình gặp vua mình cũng tôn kính. Như vậy là có cái gì khác nữa không? Đấng cao nhất mà mình hết lòng, đấng tạo ra cả vũ trụ này là mình cho ông cao nhất, cao nhất thế giới, cao nhất vũ trụ này. Rồi tốn kiếm một cái đứng cao nhất vũ trụ gọi là thờ phượng. Cái gì nữa? Sống đẹp lòng Chúa cũng là thờ phượng Chúa. Sống đẹp lòng Chúa cũng là thờ phượng Chúa. Cái nào chính xác, cái nào cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Khi mà mình đặt Chúa là vị trí số 1 ha, thì theo kinh thánh nói đó là thờ phượng. Chúa Giêsu tóm lại tất cả những sự dạy dỗ trong kinh thánh có hai điều: yêu Chúa trên hết, yêu người như mình. Nha, tôi chừng nào thì tôi yêu cô Thu Anh chừng đó. Amen. Xin lỗi, welcome cô đến cái lớp này ha. Có tên gì? Tên Hoàng. Cô Hoàng, ok. Rồi. Ví dụ tôi yêu cô Hoàng là bằng yêu chính mình tôi, nên tôi không được yêu tôi nhiều hơn yêu cô Hoàng, hoặc là không được yêu cô Hoàng nhiều hơn yêu tôi. Chúa dạy là yêu người giống như mình, ngay như yêu mình. Ha. Nhưng mà sau này Chúa Giêsu đến là có dạy thêm một điều răn mới nữa, thêm điều thứ ba là yêu những người con cái của Chúa đó hơn mình. Tức là Đức Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống vì chúng ta, giăng nhất đoạn 3:16 thì chúng ta cũng phải hy sinh sự sống của mình cho anh em. Cả con ta ban cho cả con một điều răn mới ha. Điều thứ ba này, cả con phải yêu thương nhau như ta yêu cả con. Giăng nhất đoạn 3:16 nói Chúa yêu chúng ta là hy sinh mạng sống vì chúng ta, thì chúng ta cũng phải hy sinh mạng sống vì anh em. Đó là điều răn thứ ba ha. Đó thì bây giờ tất cả các điều răn của Chúa đó, là tóm lại một cái cao nhất, đó là yêu Chúa trên hết nè, xong đến yêu anh em, xong đến yêu mọi người khác. Yêu mọi người khác là bằng mình, yêu anh em hơn mình, bởi vì mình luôn sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho anh em bất kỳ lúc nào. Cái này thì nói ai cũng hiểu nhưng mà không ai làm được, không? Nhưng mà lời của Chúa dạy như vậy, lời của Chúa dạy như vậy. Thành ra rồi yêu Chúa là trên hết, hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn, hết, chẳng có ai hơn Chúa nữa.
Phaolô nói nếu mà yêu cái gì mà hơn Chúa đó, để cái đó là thần tượng, là thờ, gọi là thờ thần tượng, chứ không phải thờ Chúa. Đó đấy. Cho nên vấn đề khi mà yêu, mời cô Năm. Cho nên vấn đề yêu mà yêu trên hết ha, thì đó là gọi là thờ phượng Chúa. Nếu mà chúng ta yêu vàng nhiều hơn Chúa thì chúng ta không thể thờ phượng Chúa. Mà ngay cả làm tối đó, Chúa nói cũng không có được nữa. Vì ngươi không thể làm tối hai chủ, vừa làm tối Đức Chúa Trời mà vừa làm tối ma môn. Đại khái vậy, làm vua cũng sướng hết. Nếu mà có cái gì hơn Chúa thì mình cũng thể làm tối mà còn thờ phượng được. Cho nên thờ phượng Chúa là yêu Chúa trên hết. Trên hết ha. Đó. Yêu Chúa trên hết có nghĩa là sao? Chúa Giêsu nói trong Giăng đoạn 14, ai yêu mến ta thì kẻ đó vâng lời ta. Ai vâng lời ta thì kẻ đó yêu mến ta. Thì cha ta sẽ yêu mến người ấy và chúng ta cùng đến và ở trong người ấy. Ai yêu mến ta thì ta sẽ nài xin cha ban cho người ấy một đấng an trú khác như ta vậy. Ngài sẽ đến, Ngài ở với các con và ở trong các con, và Ngài ở mãi mãi với các con. Yêu Chúa là vâng lời Chúa, vâng lời Chúa là yêu Chúa. Đi Chúa đi ngược thì cũng đúng. Có nghĩa là yêu Chúa là yêu Ngài trên hết tất cả những người khác. Có nghĩa là vâng lời Ngài hơn bất kỳ ai. Ví dụ cái cả cái thế giới nói rằng là anh không cần phải thờ phượng Chúa. Nhưng mà riêng một mình Chúa nói các con phải thờ phượng Chúa, thì chúng ta đánh đổi cả cái thế giới này bỏ qua bên ha, và thờ phượng Chúa. Mình chỉ có vâng lời Chúa hơn hết mọi sự. Cái đó là thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật, thờ phượng cái cách mà đúng cách mà cha yêu thích. Tuy nhiên chúng ta có rất nhiều cách để thờ phượng, nhưng mà thờ phượng sai cách rất nhiều. Nhưng mà thờ phượng đúng cách là cái sự vâng phục Chúa trọn vẹn ha, cha không có để cái gì mà trên Chúa thì gọi là thờ phượng. Bây giờ thì đoạn thứ ba này Chúa nói là hay không được thờ phượng Sa Tăng. Và trong Tân Ước thì nhớ Chúa nói yêu cái gì hơn Chúa cũng là thờ thần tượng ha, cũng là thờ phượng, và gọi là thờ phượng thờ thần tượng, một cái loại thờ phượng mà Chúa rất là không thích, đúng không? Đó, thành ra Sa Tăng thì cảm dỗ phải yêu cái gì ngoài Chúa, nhưng mà Chúa thì nói chỉ yêu một mình Chúa. Dạ, và cái đó là cái cảm dỗ thứ ba. Ba cái cảm dỗ này quý vị hết sức là hiệu quả, nghĩa là nó hiệu quả vô cùng, nghĩa là ai cũng dính đấy, nghĩa là ai cũng mắc bẫy đấy. Mà dù là mình biết rồi đó, đó thỏa mãn xác thịt theo cách của con chứ không phải theo cách của Đức Thánh Linh. Người đó không có bước đi đồng hành với Chúa, không bước theo cái sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh là dính đấy, là thỏa mãn xác thịt theo cách của mình. Dạ, cái thứ hai là nghi ngờ lời Chúa. Chỉ cần mình cầu nguyện đặt tay lên người bị ung thư mà bị ung thư không lành, hai đứa sau mình thấy nó còn phải không lành mà bữa nay mà tháng sau mình thấy rồi như nó Chúa gọi vào về rồi, từ đó mình mất đức tin liền. Mình không biết tại sao như vậy, chắc là Chúa nó dối. Chính tôi đấy cũng cầu nguyện như vậy nhưng mà lời Chúa nói vậy nó đúng lắm. Như vậy là mình có thể rất dễ dàng để nghi ngờ lời Chúa. Và đó là cảm dỗ thứ hai. Và cảm dỗ thứ ba là cảm dỗ mạnh nhất, là nó cho đủ thứ quyền lực và vinh quang của thế gian để rồi để gì mình chạy đi theo đó, là bỏ chỗ nó đằng sau. Đó là cái loài mà cái hạt giống mà gieo ở trên đất hoặc là trên bụi gai hoặc là trên cái gì đó trên sỏi đá, không như là gì mà thế gian này nó quá lớn chân luôn, là kéo mình đi là có xong. Mà ba cái này ai bị rớt vô trong cái này mà ăn năn càng sớm thì càng tốt, còn nếu mà ở lâu ngày thì rất là cực khắc. Rồi cái phần còn lại chắc quý vị tự đọc, tự nghiên cứu nha. Cái phần mà Chúa kêu gọi đó là tôi chỉ có muốn nói thêm là những cái người này dù là họ đánh cá, họ không đi học, họ nghèo, nhưng mà khi mà Chúa gọi một cái đó thì họ bỏ hết mọi sự. Dạ, Phi-e-rơ sau này xác nhận, thưa thầy, chúng tôi đã bỏ hết mọi sự mà theo thầy chúng con được cái gì?
À, tức là bỏ cha họ cũng bỏ, business họ cũng bỏ, vợ cũng bỏ, con cũng bỏ, anh em cha mẹ cũng bỏ, và chỉ kêu đi là đi, ngay cả chôn cha mà cũng không kịp chôn nữa, rồi là để cái chết chôn cái chết, họ bỏ một cái commitment, một cái lòng hãm mộ Chúa, cái lòng yêu mến Chúa, và mà thấy rõ ha, Chúa rất là xứng đáng để mình bỏ hết mọi sự bên thép. Mà bởi vậy cho nên những cái người vậy, dù là đánh cá, dù là thất học, dù là cái gì đó ha, nhưng mà Chúa có thể dùng họ để thay đổi cả thế giới. Dạ, họ giảng một bài giảng, họ 3.000 người tin Chúa, sau này giảng thêm bài có 2.000 tin Chúa là 5.000, phải không? Và họ bây giờ từ những cái con số 5.000 đó mà bây giờ trở thành 2 tỷ lượt người vậy. Là bởi vì sao? Bởi vì Chúa đại dùng những con người mà giảm giảm bỏ hết mọi sự theo thầy. Amen không? Amen. Quyền năng của Chúa là vậy. Ok, rồi cảm ơn Chúa. Bài trên ai có câu hỏi thắc mắc gì không? Trước khi mình chấm dứt. À, thấy cái bài học hôm nay quý vị thấy có chậm, có nhanh, có cao, có thấp hay là khó hiểu hay dễ hiểu gì không? Bài học hôm nay quá tuyệt vời. Không ai nói gì thôi, mình cầu nguyện nhé. Để với Chúa. Cha ơi, chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con tạ ơn Đức Thánh Linh bởi vì Ngài là đấng thần của chân lý và lẽ thật. Ngài dạy chúng con, dẫn chúng con vào mọi lẽ thật. Và Ngài nhắc nhở chúng con mọi lẽ thật. Và khi chúng con biết lẽ thật, thì lẽ thật sẽ giải phóng chúng con tất cả mọi xiềng xích gông cùm, những cái sự hiểu lầm, những cái sự dối trá. Trong danh Giêsu Christ, chúng con công bố rằng khi lẽ thật của Ngài đến thì tất cả những thứ đó phải ra đi. Hallelujah, chúng con tạ ơn Cha và cầu nguyện trong danh Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Lord Dad. Dạ, về mình nghĩ bài chúng mình cho. Cô muốn đem máy thì cô cứ tự nhận đi nhé.